mất gốc tiếng Anh khi đã học tới lớp 4. Sau 2 tháng học ở trung tâm thì cô giáo trên lớp chê là học yếu và mẹ đã xuống trách móc các thầy cô tại trung tâm ngoại ngữ La Lisa. Và sau 6 tháng bạn đó đã ra sao? Cùng chờ đón các bạn nhé. Một bài dài như vậy mà dịch được mà còn hơn cả cái bạn giỏi ở trong lớp nữa thì là quá đỉnh rồi. Và là bạn tiến bộ nhiều lắm luôn đó chị. Bộ nhiều mà. Xong rồi là bà cô đó hết chê nó rồi. Bà kia là chê nghe nó học trung tâm này, công chị ở bữa đó em nghe con chị học trung tâm này, trung tâm nào mà chị đó có nói là con chị học trung tâm đâu. Mà dọn nghe là nó cũng biết vậy đó. Xong rồi cái chị kêu học trung bài trên trung tâm đâu có học bài trên trường đó em. Có nghĩa là bây giờ bạn học từ bạn đang học mà bạn vận dụng được á chị. Chứ còn giống không phải như hồi trước là bây giờ bạn học là bạn cứ ngồi bạn học từ vựng rồi bạn dịch. Còn bây giờ là bạn học nhưng mà bạn dùng nó được. Má chị thì đã đỡ rồi cũng mừng. Dạ. Chứ nó mệt lắm. Dạ. Nên là lúc đầu em bảo chị á, em cũng có nói là phụ huynh cố gắng kiên trì với bọn em một thời gian, bé mới học á, cứ để cho một thời gian nữa để em tạo cho bé có hứng thú đã, với lại thứ hai nữa bé học tiếng Anh bé phải dùng được. Là như vậy là thành công một phần rồi á chị. Đúng rồi. Dạ, sau này bây giờ là sắp tới nữa, bây giờ là đang được như thế này, bây giờ học chương trình mới nữa, thì bây giờ hè sẽ có nhiều những cái hoạt động á, để em mời chị học phụ huynh á, để chị nắm được những cái hoạt động đó, ví dụ thuyết trình hè này, hoặc là chạy hè này, một số những hoạt động để bạn có thể tự tin bạn đứng trên sân khấu bạn nói, chứ không bây giờ không phải nằm trong địa phận gọi là lớp học nữa, bây giờ là trên trường á là dám xung phong phát biểu này kia rồi, nhưng bây giờ sau này trên trường á là dám đứng ra để mà thuyết trình bài hoặc là một số những hoạt động và tham gia cuộc thi của trường. Thì đó là mục tiêu hướng tới tiếp theo. Thằng anh nó nói chứ ý là thằng anh nó hồi còn nhỏ không có học như em bẩm bây giờ. Nên là nó tiên nhà là em bẩm. Xong thì là nó nói là ghê. Sau này em bẩm chừng cả con là em bẩm nó xiên luôn á mẹ. Kêu ừ thì học thì mẹ cho học hết chứ mẹ có tiếc gì đâu. Nhưng mà không chịu học thì đón chịu.